À, Minh Tuyết nè, xưa nay thì cây chuối thì chỉ được trồng ở trong các cái khu vườn tận dụng với diện tích đất trống là chủ yếu, và chủ yếu là phục vụ cho cái việc trồng ăn trái hoặc là phục vụ cho chăn nuôi gia súc thôi đúng không? Vâng ạ, nhưng mà đó là trước kia thôi anh Hưng Cát ạ. Thời gian gần đây thì nhiều nông dân đã biến cây chuối thành sản phẩm hàng hóa bằng mô hình trồng chuối cấy mô xuất khẩu. Qua đó là không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn nó giúp giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Điển hình như là anh Ngô Minh Hoàng, người dân ở ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và bà con cùng tìm hiểu mô hình này ạ. Anh Ngô Minh Hoàng là một trong những người tiên phong đưa giống chuối cấy mô về trồng tại xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú. Với diện tích 30 hectare, sau 9 tháng trồng và chăm sóc, cây chuối cho năng suất khoảng 50 tấn quả trên 1 hectare. Với giá bán dao động từ 8.000 đồng cho đến 10.000 đồng một ký như hiện nay, dự kiến mỗi hectare anh Hoàng thu về trên 400 triệu đồng. Anh Hoàng cho biết, so với những địa phương khác, cây chuối được trồng ở đây phát triển rất tốt, buồng chuối to, quả đều và đẹp. Chất lượng quả được thương lái đánh giá rất cao, rất phù hợp với thị trường xuất khẩu. Hiện vườn chuối của anh đang được chăm sóc theo hướng hữu cơ, nên sản phẩm làm ra được thương lái thu mua tận vườn để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tới đây doanh nghiệp mình qua sang năm, doanh nghiệp mình nó sẽ có hai cái đối tác, một là đối tác Nhật Bản, hai nữa là đối tác Hàn Quốc. Người ta sẽ trực tiếp đến cái farm của mình, thì người ta sẽ chuyển giao từ công nghệ kỹ thuật rồi đầu ra sản phẩm, tất cả họ bao tiêu hết cho mình. Thì doanh nghiệp cũng nhờ cái đòn bẩy đó thì cũng tạo ra cái thêm một cái quy mô lớn lớn ra nữa, có nghĩa là triển khai cho bà con nông dân ở đây. Nếu như bà con nông dân có tìm hiểu về cây chuối này thì có thể là doanh nghiệp mình có thể là tạo điều kiện giúp cho bà con nông dân về kỹ thuật và đầu ra. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với các sản phẩm cây trồng khác, hiện nay vườn chuối 30 hectare của anh Hoàng đang giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 lao động, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, với mức lương khoảng 7 triệu đồng một người một tháng. Không có làm gì việc nặng hết á, chỉ là dọn dẹp lá này nè, như là dọn hoài, cắt lá bệnh á, ba cái lá nám, lá bệnh thì tôi làm dọn, rồi với lại cột ba cái cổ chuối vậy nè, rồi chăn dây ra sợ gió nó ngã rồi đó, mà thu nhập mà thì một ngày một tháng được 6,6 triệu.